Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, cùng với sự phát triển mọi mặt của xã hội, các loại hình giải trí nghệ thuật ngày càng đa dạng phong phú. Điều này khiến các loại hình nghệ thuật truyền thống đang đối mặt với nguy cơ dần bị mai một khi nhiều khán giả trẻ tuổi không mấy mặn mà với các chương trình biểu diễn như là tuồng, chèo hay cải lương. Tuy nhiên, một số nghệ sĩ trẻ vẫn miệt mài lao động nghệ thuật, vượt qua nhiều khó khăn để đeo đuổi niềm đam mê với các môn nghệ thuật truyền thống, góp phần vào việc gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam. Nguyễn Quỳnh Liên là một nghệ sĩ còn rất trẻ của nhà hát tuồng Việt Nam. Với truyền thống gia đình và đam mê với môn nghệ thuật tuồng, Quỳnh Liên đã quyết tâm theo đuổi bộ môn nghệ thuật này. Vượt qua nhiều khó khăn, Quỳnh Liên đã sớm gặt hái được nhiều thành quả. Quỳnh Liên đã xuất sắc giành huy chương vàng trong cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên tuồng và dân ca kịch nói toàn quốc 2020 với vai diễn trong Hồ Nguyệt Cô trong vở tuồng Hồ Nguyệt Cô Hóa Cáo. Điều đáng nói là mặc dù vở diễn được coi là kết tinh giá trị nghệ thuật diễn xuất kinh điển của sân khấu truyền thống Việt Nam, nhưng các khán giả trẻ hiện nay không mấy mặn mà với vở diễn này cũng như bộ môn nghệ thuật tuồng truyền thống. Việc ít khán giả tạo ra nhiều khó khăn cho các nghệ sĩ. Tuy nhiên, Quỳnh Liên vẫn quyết tâm vượt qua mọi trở ngại để theo đuổi sân khấu tuồng, góp phần vào việc duy trì và bảo tồn văn hóa truyền thống Việt Nam. Em rất là tự hào. Ban đầu thì em cũng không nghĩ là mình sẽ vào cái nghề này, nhưng mà như là mình càng theo thì càng say. Bởi vì là cái nghề này tuy là nó khó, nhưng thu nhập của mình nó ít, nhưng mà khi mà đứng trên sân khấu thì những cái suy nghĩ đấy là nó không còn vướng bận gì nữa. Mới đây, Quỳnh Liên là một trong số các nghệ sĩ trẻ trên cả nước được vinh danh vì những nỗ lực và tài năng của mình. Là một người trẻ được biết đến nghệ thuật tuồng và làm tuồng, tôi luôn đau đáu trong mình là làm sao là tuồng có thể là tiếp cận được với giới trẻ nhiều hơn để phát triển hơn, không những ở trong nước và ngoài nước càng phát triển hơn. Do những tác động của dịch Covid-19, sân khấu tuồng càng vắng bóng khán giả. Mặc dù vậy, Quỳnh Liên cùng các thế hệ nghệ sĩ của nhà hát tuồng Việt Nam vẫn hăng say luyện tập và xây dựng những vở diễn mới. Trẻ tuổi đời, tuổi nghề, gặt hái nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Nhưng cuộc sống nghệ sĩ tài năng cũng có những lúc khó khăn với việc cơm áo gạo tiền. Thời điểm chúng tôi trò chuyện với Quỳnh Liên là lúc em vừa kết thúc vai diễn trên sân khấu, chuẩn bị ăn tối lúc 22 giờ đêm. Thông thường thì lịch diễn cố định của bọn tôi là một tuần sẽ diễn vào tối thứ 6 và tối chủ nhật hàng tuần. Diễn từ lúc 8 giờ đến khoảng 10 giờ là xong. Ở đấy thì có cả khách Tây và khách ta. Khách ta thì họ hiểu được những cái lời nói mà mình nói ra, ý nghĩa của cái trích đoạn đấy. Với khách Tây thì người ta rất là thích từ những cái nét vẽ mặt, vẽ mày, nên là người ta còn mang cả máy ảnh ra để chụp ảnh, để làm lưu niệm. Rồi khi mà mình diễn họ cũng chụp, nghĩa là họ rất là thích. Các nghệ sĩ tuồng như Quỳnh Liên hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn, một phần do tình hình dịch Covid-19. Nhưng với đam mê của mình, Quỳnh Liên cho biết em sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để theo đuổi bộ môn nghệ thuật tuồng, để tiếp nối các thế hệ nghệ sĩ đi trước và góp phần gìn giữ sân khấu nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.